Hòa Minzy tủi thân trong đám hỏi của Puka, Vin Tuấn Kiệt. Hé lộ phần trình diễn solo tự tin cân cả hát và rap của Diệu Nhi tại Đạp Gió. Các chị đẹp Việt Nam bỗng tỏ ra nể trọng Chibu. Lisa, Blackpink bất ngờ bị quay lưng, tương lai nào cho cô nàng ở thị trường Trung Quốc. Pam yêu ơi và hành trình đi học đầy phong ba báo táp. Chào mừng các bạn đến với bản tin của ống kính hậu trường. Sau đây hãy cùng tôi điểm qua những tin hot hit trong ngày. Hòa Minzy tủi thân trong đám hỏi của Puka, Vin Tuấn Kiệt. Trước những lời bình luận tiêu cực của cộng đồng mạng, Hòa Minzy lên tiếng giải thích rõ. Mới đây, dàn sao Vbiz đã đồng loạt xuất hiện để hỗ trợ cô dâu Puka nhận trác sính lễ từ Vin Tuấn Kiệt. Trong số những nghệ sĩ trực tiếp có mặt tham dự lễ ăn hỏi của Puka và Vin Tuấn Kiệt thì có cả Hòa Minzy. Nữ ca sĩ diện áo dài màu hồng giống với Huỳnh Lập và hao hao của dâu chú rể. Sau khi tham dự lễ ra tiên này, Hòa Minzy đã phải đăng đàn giải thích vì cư dân mạng phản ứng trái chiều. Theo đó, nhiều người cho rằng Hòa Minzy là người có tình duyên không xôn sẻ, đã trải qua tan vỡ nên không phù hợp làm người bê chấp hay phù dâu. Thậm chí, cư dân mạng liên tục để lại những lời bình phẩm không hay dành cho Hòa Minzy. Tuy nhiên, một số khác bênh vực thì cho rằng không nên quá cổ hủ và khắt khe đối với những người phụ nữ làm mẹ đơn thân. Giữa những tranh cãi, Hòa Minzy cho biết bị tủi thân. Cô giải thích, sáng nay tôi đi đám hỏi bên chị Puka nhưng mà chỉ đi tới chơi với chị thôi chứ không có bưng mâm hay làm phù dâu gì hết nha mọi người. Bé biết thân biết phận mà, đọc bình luận của mọi người mà tủi thân nha. Trên thực tế, dàn bê chấp nữ của Puka là chỉ bao gồm Lily, Bảo Ngọc, Nhung Gumiho, Katlin, Nguyên Thảo, Thúy Ngân chứ không có Hòa Minzy. Nữ ca sĩ diện áo dài màu hồng trong khi các mỹ nhân trong đội hình nhà gái mặc áo dài trắng. Đồng thời, Hòa Minzy, Huỳnh Lập là hai người đứng ở cuối hàng của nhà trai chứ không phải đảm nhận vị trí phù dâu, phù rể. Hé lộ phần trình diễn solo tự tin cân cả hát và rap của Diệu Nhi tại Đạp Gió. Diệu Nhi đã luyện tập chăm chỉ để chuẩn bị cho phần biểu diễn tại chương trình. Sau khi lên sóng tập đầu tiên, chương trình Chị Đẹp Đạp Gió sẽ sóng ngay lập tức thu hút đông đảo sự chú ý của khán giả. Là một trong 12 cái tên tự ứng cử vị trí trưởng nhóm, netizen đang mong chờ phần trình diễn solo của Diệu Nhi. Được biết, bài hát đầu tiên mà Diệu Nhi đem tới sân khấu chương trình Chị Đẹp Đạp Gió sẽ sóng sẽ được sự hỗ trợ từ dàn sao tên tuổi trong showbiz Việt là Dương Hoàng Yến, Lăng LD, Wen Evan. Trước đó, bà xã Anh Tú đã dành nhiều thời gian luyện tập thanh nhạc cùng nữ ca sĩ Dương Hoàng Yến. Diệu Nhi cũng tiết lộ Wen Evan sẽ hỗ trợ ở phần mở đầu. Trong phần trình diễn này, nữ diễn viên còn lần đầu thử sức hát rap với phần lời được viết riêng bởi Lăng LD. Cư dân mạng đang rất mong chờ phần thể hiện của Diệu Nhi trong tập 2 chương trình Chị Đẹp Đạp Gió rẽ sóng. Nói về lý do tham gia, Diệu Nhi hài hước chia sẻ, tôi thích làm những cái khác so với mình bình thường. Trong thời gian này tôi rảnh nên tham gia Chị Đẹp Đạp Gió rẽ sóng. Giữa giọng hát và trình diễn, tôi tự tin cả hai. Tôi không sợ gì cả vì tôi không có gì để mất hết. Bên cạnh việc luyện giọng, Diệu Nhi cũng tích cực luyện tập vũ đạo để tham gia chương trình. Nữ diễn viên từng chia sẻ, Nhi không giỏi về kỹ năng hát, nhảy hay trình diễn nhưng Nhi tin chắc rằng nếu được tập luyện sẽ làm được. Nhi hy vọng hành trình này các chị em sẽ có một kỷ niệm thật là vui bên nhau. Các chị đẹp Việt Nam bỗng tỏ ra nể trọng Chibu. Dàn sao đình đám dành nhiều lời khen trước thành công trên sân khấu hoa ngữ của cô nàng. Eva Hồng Nhung phủ nhận tin đồn ghét Chibu, tiết lộ rất phục đàn em. Mới đây, khi xuất hiện tại một chương trình, Diva Hồng Nhung gây bất ngờ vì có những chia sẻ về Chibu. Cụ thể khi được hỏi về các phần trình diễn của Chibu tại Chị Đẹp Đạp Gió sẽ sóng phiên bản chung, Hồng Nhung cho biết cô rất trân trọng và đánh giá cao những gì mà Chibu đã nỗ lực cùng ekip làm được. Cô cũng phủ nhận chuyện không thích Chibu. Vân Hugo sau thời gian vắng bóng truyền hình, cô nhận lời tham gia chương trình Chị Đẹp Đạp Gió sẽ sóng không phải vì hào quang showbiz. Vân Hugo cho biết rất nể phục Chibu. Vì Chibu tôi mới tham gia Chị Đẹp Đạp Gió sẽ sóng, nữ diễn viên chia sẻ. Nhờ tỷ tỷ đạp gió sẽ sóng mà tên tuổi Chibu cũng đã trở nên nổi tiếng một cách khủng khiếp ở thị trường Trung Quốc. Nữ ca sĩ có được lượng fan hùng hậu, gia nhập showbiz khi bắt đầu xuất hiện trên hàng loạt game show truyền hình đình đám ở đây. Sức ảnh hưởng của Chibu còn được xem là niềm tự hào của Việt Nam khi đưa tên tuổi nghệ sĩ Việt được nổi tiếng đến thị trường quốc tế. Lisa, Blackpink bất ngờ bị quay lưng, tương lai nào cho cô nàng ở thị trường Trung Quốc. Tài khoản Weibo của Lisa đột ngột có biến. Màn trình diễn tại hộp đêm thoát It Crazy House của Lisa, Blackpink là chủ đề nóng trong suốt thời gian qua. Quyết định táo bạo của Lisa nhận về nhiều chỉ trích vì có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến người hâm mộ trẻ tuổi. Mới đây, tài khoản chính thức của Lisa cũng như tài khoản fan club La Lisa House của cô nàng bất ngờ bay màu trên Weibo, dấy lên nghi vấn Lisa đang trở thành đối tượng bị phong sát tại thị trường Trung Quốc. Ngay sau đó, cư dân mạng cũng phát hiện tài khoản Weibo của Bulgari, Celine và tài khoản Instagram của CEO Bulgari cũng đã ẩn xóa các bài đăng về Lisa. Lisa bị phong sát ngay lập tức trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Dân tình rôm rả đưa ra nhiều giả thuyết và có không ít người tỏ ra lo ngại cho tương lai của Lisa. Từng tham gia Thanh Xuân Có Bạn và thu về lượng fan trung hùng hậu, Lisa cũng có mặt trong danh sách nghệ sĩ hoạt động tại đại lục. Do đó, Weibo chính chủ biến mất rất có khả năng liên quan đến việc cấm sóng. Trước đó, việc Lisa biểu diễn thoát y gặp phải phản ứng vô cùng gay gắt tại Trung Quốc. Ngay từ khi show chưa diễn ra, chạm fan hơn 50.000 người theo dõi đã thoát fan, quay lưng với thần tượng. Những chỉ trích xoay quanh Lisa phần lớn đến từ fan châu Á, đặc biệt là Hàn, Trung. Sau khi Lisa trở về từ Pháp, chỉ có hai fan Hàn đón ở sân bay. Nhiều người cho rằng nữ idol sẽ phải đối diện với làn sóng tẩy chay từ fan châu Á. Đáng nói, fan Trung là nền tảng ủng hộ Lisa mạnh mẽ nhất. Nếu bị Trung Quốc phong sát, Lisa mất nhiều hơn được. Bên cạnh đó,
Hai nghệ sĩ chung là Angela Baby và Trương Giang Nghê cũng đã bị cấm ngôn trên Weibo vì lý do vi phạm pháp luật và các quy định liên quan. Điều này dấy lên nghi vấn hai cô nàng đã bị phong sát ngầm vì đi xem show Crazy Horse của em út Blackpink. Pam yêu ơi và hành trình đi học đầy phong ba báo táp, 12 tuổi đã bị tìm phốt. Đi học mới vài hôm đã lộ hình hẹn hò. Nhẹ nhàng chơi hẳn ballet ao dịp Halloween thôi chứ đâu có nhiều. Chán cảnh xô bồ, trốn tránh hào quang showbiz mà lại vô tình ám giải nhất ở trường, ụp luôn crowd. Con đường đi học của idol Pam yêu ơi sao mà nhiều trông gai thế? Mới đi học mấy buổi mà idol giới trẻ Pamela Akapa mặt ruông của chúng ta lại bị dính phốt. Thiệt chứ ai kiếm phốt em vậy? Ừ thì em có hay lườm thật, hay khóc thật, nhưng em cũng chỉ là con người bình thường thôi mà. Khỏi thiệt là ai kiếm Pam bị phốt đấy, lộ diện ngay. Bị phốt chưa xong, còn bị lộ hình thẹn hò, không biết ai đi đồn LM nữa. Chả là vừa qua celeb Pam có đi dã ngoại, lỡ chụp ảnh cùng bạn bè đồng trang lứa thôi mà bị dính tin đồn hẹn hò rồi. Làm idol khổ quá mà huyết. Hai chữ trong sạch thần thiếp chưa nói được. Hai chữ trong sạch, thần thiếp nói cũng chán rồi. Rồi chị nào kiếm Pam đi tù? Và em đi nhà tù hỏa lo thôi à trời ơi hu hu. Pam căng giờ nha, quá đủ rồi, quá mệt rồi. Quá đủ rồi, quá mệt rồi, quá muộn rồi. LM cũng chỉ là cô bé chưa được 2 tuổi, cũng sợ trường sợ lớp như bao bạn bè thôi mà. Ở nhà thì bị ông bà bô lôi ra làm trò hề. Sứa ơi, Sứa về Hà Nội xong rồi Sứa không có nhà. Sứa ngồi ở bệ cửa nhà người khác thế này. Sứa hỏi là đóng tiểu phẩm. Cười đi Sứa. Đấy, nó còn cười hà hà. Tôi bắt được con Sứa biển nha, sao khác với các bạn. Lên trường thì chơi cầu tục chưa chán đã bị bắt vô lớp. Ê, vào lớp thôi, nhưng em bác bế ba nào. Lên tóc sống ảo thì bị kiếm phốt. Ai thấu hộ lòng Pam, Pam cảm thấy bất lực. Đi học chỉ muốn yên ổn, không tham vọng giật spotlight thế mà ông bô long hạt nhài lại khát khao quyền lực hội trưởng hội phụ huynh làm LM xí hổ quá. Em cũng có định ẵm giải đâu, tại ông bà bô chụp hình ấy chứ bộ, chứ Pam có ham giải nhất đâu, vô tình thôi mà. Đúng là idol giới trẻ. Sơ hở là lọt top hot search. Bị bế lên social. Giang Cư Mận phải minh oan cho Pam nhé. Bản tin hôm nay của ống kính hậu trường đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.